Đây nhá, bao giờ con lươn nó phải xít thế này này, cầm vào vuốt vuốt nó còn khó ấy. Đấy thì mới là sạch nhé mọi người nhá. Đấy. Mọi người thấy đây, đây xem gần. Đấy. Thấy quả thiết kế độc đáo chưa? Quá đẳng cấp luôn. Nhưng mà anh ơi, phải đặt một cái cơi que lên. Không, không cần. Bây giờ mày cứ như thế này cho tao. Đấy, 4, 5 con 1 luôn. Mỗi người 5 con. Ai làm người ăn, không ăn thì không làm thì ăn đồng gối. Nha, đấy. Chạy hạt ra. Đấy, mọi người thấy ngon chưa? Đương nướng phải thế này ngon. Con. Này, em phải xếp việc thế này chứ. Định ra nấu cháo nhưng mà lâu lắm. À, gì nhỉ? Cái này vừa chỉ nhanh thì còn vừa ngon. Nếu mà muốn ngon, cũng ngon nữa thì cắt khúc ra, xiên vào xong rồi xiên miếng thịt và chỉ kẹp giữa ấy, thì cũng ngon. Nhưng mà thôi, để lần sau. Lần này thì anh em mình nhớ theo kiểu... Câu cái này dễ ợt mà tại vì bọn này nó ngu. Bọn này rất thính mồi. Đấy, đằng sau là ngôi nhà 800m² của anh em mình nhé. Biệt biệt thủ Cam Ma TV nhé. 800m² đấy. Bao nhiêu tỷ đấy? Ít tỷ đấy. Chưa hoàn thiện, thế nên là đang còn rất là bừa bộn. Anh em mình còn định, nói chung là sẽ có khu chăn nuôi và khu vườn ao chuồng ở khu vực ngôi nhà 12 tỷ của anh em mình. 800m² vị trí là xây hết 12 tỷ mọi người nhé. Và chỗ này sẽ là một cái ui, anh chuồng, đi, dài dòng đấy nhỉ. Chuồng chó cảnh này. Nói chung là mình sắp xếp rất là nhiều thứ ở đây. Kiểu như là một cái biệt thự, xong rồi mình đào ao cá, nuôi cá koi ở xung quanh cái biệt thự này. Đấy, và sẽ tuyển mấy em gọi là chân dài. Chó săn. Về xích vào đây. Để gọi là làm thỉnh thoảng á, thỉnh thoảng anh em mình ra đồi bắt vứt cháo bắt chạy nhung đi ra đuổi. Wow. Ngon. Đã xoăn luôn nhỉ anh nhỉ. Trời ơi. Thấy ngon chưa mọi người? Sớm lắm. Đừng có dính lửa. Than đi đầy rồi. Đừng có nướng lửa. Mệt ngon nhỉ. Thì nó nướng lửa cháy đuôi rồi. Đấy. Ui bỏng ghê. Sắp tối rồi, nướng nhanh lên. Ui trời. Mọi người thấy cái video này tồi gió. Tồi gió. Tồi bạn bè nhé. Cho mọi người xem nào. Bạn bè của mình, anh em mình đấy. Nào. Nói chung là bàn bia bây giờ là đang không có cơ hội sử dụng vì dịch nên anh em mình cất vỏ hết để gọi là không tụ tập đông người. Đấy. Còn đây là món lươn anh em mình vừa mới nướng xong nhá. Đây trời ơi, ngon chưa ui, mọi người? Con này ngon không này? Nhìn như cá gì ở ngoài biển ấy nhỉ? Cá lươn ấy, cá trình, cá triệc gì ấy. À, chén ấy. Mời tất cả mọi người nhé, ăn ngoài nhà mình nha. Thơm lắm. Thịt nó chắc nhỉ. Thơm lắm rồi, ăn được cả xương mà. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Ngon, à đấy, từ từ ta vào lấy coca đã. Có coca mọi người ạ. Đấy. Trời ơi, ngon quá. Anh này tao phải vào chén này. Ôi, ngon. Ôi, thôi xin phép mọi người mình cũng phải vào cuộc đấy chứ không thèm quá rồi. Đây là toàn bộ sản phẩm của anh em mình. Trời ơi. Mọi người thấy chất chơi chưa? Ngon không? Quá là tuyệt vời không? Chủ, như kiểu xiên thịt là đấy ấy. Ui, tuyệt vời quá. Hôm nay anh không uống bia nữa à? Mời tất cả mọi người nhé. Thôi, hôm nay uống nước ngọt cùng má vị cho nó tình cảm. Tình cảm gì mà uống cùng ấy. Trời ơi.
Thịt nó quá chắc luôn mọi người ạ. Nay ngồi hẳn bên bàn bia này nó bay. Tại bàn bia bây giờ tránh dịch nên không tập trung đông người, anh em mình nghỉ chơi bia tạm thời nhá. Mày bị tuốt cái này này. Thế là xong là cứ thế gặm nữa. Anh còn tuốt tuốt rồi không? Có ăn cả xương không? Dưa ăn cả xương mà. Nó giòn. Dai giòn thật thật đấy. Thôi cả mọi người nha. Thôi, tiêu một cái. Quá ngon luôn. Rất nhiều lương tối nhá, cứ ra đấy câu buổi tối thì không câu thật, nếu mà tối á mấy vượt đúng tuần chỗ đấy, nếu mà tối á vượt, nhưng mà vượt thì nó không chắc chắn tại vì có con nó to rất kín mồm đây không, tối nó ra nhiều nó nằm đấy là khi mình vượt đấy, tức là động một cái là nó sẽ lặn xuống, vượt rất là khó. Đây, cho mọi người xem được gần. Ngon. Quá là ok luôn. Đấy, nhìn nó vàng thế này. Con này con không vàng đẹp. Vàng đẹp. Đấy à em, con này đỏ đom luôn này. Vàng kiểu đỏ ấy, đỏ đồng ấy. Mà nhìn là nghe cái đuôi nó nhé. Cắt mồm này cắt tìm này. Rồi. Nói chung là hơi bên này xưởng gạch đóng hơi ồn một tí. Mọi người thông cảm nhé. Nếu mà hôm nay mà đem đủ đồ ra đồng, đem mỗi một cái nồi thì câu lươn sướng quá, bỏ quên luôn tít ở dưới. Mất đâu, tối em nghe này. Tít ở dưới. Sao cô em lấy về hả? Tại vì anh em mình đi câu là đi dọc em suối mãi lên trên kia, thế là để quên cái nồi ở khu đầu tiên. Đấy, thế là không xuống lấy. Chứ anh em mình ra đồng hay ra đồi cứ chuẩn bị sẵn cái nồi là ok. Đỡ chưa đỡ phải về nhanh nhỉ. Hôm nay không quên nữa, không mang muối. Về nhà ổn lắm, em ổn. Ổn ăn tấm đập. Rồi. Đóng gạch rung cả giường. À không, đóng gạch bên kia ấy nhá. Tại gần xưởng gạch cho mọi người nghĩ lung tung. Đó, thôi, gạch được mặt. Này là đặc biệt, không uống bia để sức khỏe. Gọi là chống Covid. Phải đấy. Chúc mọi người gọi là chống Covid thành công như anh em mình. Quá là tuyệt vời. Đây, và sau đây là một pha ăn lươn đời mới. Đây. Sao kiểu chưa mất vai à? Không, sao kiểu ái nữ. Thần tiếp. Thần tiếp. Thật sự đang đầy mồm à, mà đại ca là bọn nô tì. Vậy nó tìm rồi. Cái gì nó tìm rồi luôn đó. Này, ăn cả xương ngon. À, anh ơi, tớp thịt một bát từ trên này rồi nhé. Tước. Đấy. Đây, tạm tớp rồi. Đây. Được tiêm thịt. Ê, mọi người nhìn thấy chưa? Được tiêm thịt bằng dài. Ngon à? Thấy chưa? Ngon chưa?
hôm nay mình kiếm cái lươn to. Lươn cháo. Lươn to ấy. Không, mọi người thấy biết cái lươn gân bằng này chưa? Ở mình cũng có đấy nhưng mà ít lắm. Ít đánh được con nữa con thế đó. Chứ soi đi vào tập của con rồi. Phải ao bỏ ngang lông thôi. Đúng rồi. Tầm nó phải tầm rơi về tầm 3 đến 4 lạng. U trời là to lắm. Đây. Đây này. Nói không phải điều chứ bằng đúng cái củ này này, con lươn đấy. Đấy. Nói chung con đấy mà thịt gà thái một khúc khúc thế này này. Đấy xiên thịt nướng như thế này. Thái khúc khúc một khúc con chỉ đập sống lưng ra. Không đập, đập mất ngon, để nguyên, xiên qua bạn nha. Xong lại kẹp một tiếng thịt ba chỉ xiên vào nhá. Kẹp miếng lươn xiên xen kẽ nhau nhá. Ướp yếp gia vị. U sụp. U. Không còn gì mà nói. Nhưng mà nướng lươn kiểu này cũng ngon mọi người ạ. Thơm lắm. Ai đi qua chắc là hít hơi là rất dãi, rất dãi. Thịt nó siêu chắc luôn. Mày biết lươn đầu to nhất không? Lươn đâu? Lươn to á, nhiều á, phải kể đến bãi mả. Thật, nói không điều chứ. Thật sự ra chợ mua lươn mình cũng bảo là nếu mà mình là kiểu người đi mua lươn ấy. Tại mình biết là ngày trước mình đi đánh lươn thì thật sự là để mà đánh lươn bán ngày trước ấy lâu rồi. Từ cái thời Napoleon từ chục năm rồi. Đánh ở những cái chỗ là người ta bốc mộ lên á. Làm những cái hố có lươn rất là to. Thật, thật luôn, thề luôn. Trên cá khúc nữa, trên bãi tham ma, trên làng bãi tham ma làng mình. Khi người ta bốc cái mải mưa xuống, lươn nó rạch từ là không phải rạch từ kia mà nó có một cái ao dưới kia. Nói chung là không biết làm sao là nó xuống được khu đấy. Luôn. Có con bằng này thật. Nhưng mà thế nên là anh em mình cứ chơi kiếm được cái gì chẳng nghe đấy. Đặt chợ bây giờ không tin được một con này. Đánh lươn ui rồi thì lắm. Người ta bốc mộ lên nước rồi bán cái bước hết thì lươn to lắm. Nó thịt người nhỉ. Mọi người nghe truyền thuyết gọi là hòm lươn chưa? Thôi. Đấy, nghe em có kể đó. Ừ. Đang ăn thôi. Mà đây lại thấy chùn chùn. Anh đang cười chết mà. Tối tôi cho ra bãi tham ma chơi. Thì chết sướng. Phê. Ấy, cứ một phát là hết. Nha. Quả này là đã. Quá nhiều thịt, quá nhiều xương. Làm quả lắp, lắp đúng cái xương sống ra thôi nha mọi người nhá. Hơi bị phê đấy. Ai chà. Hơi bị tối rồi. Ôi, đấy ạ. Đẳng cấp chưa? Ôi trời. Hơi bên dưới này mình lại làm lại ngược lại. Thì mình bóc được cái thịt nó ra. Hoàn toàn bỏ lại xương. Xương ăn cũng được nhưng mà nó sẽ đấy, ui giời, hơi ít. Quên làm ít nước chấm cay. Ngon nha. Anh có thấy giống vịt thịt chuột không? Cũng hơi thịt nó ấy nhỉ, ngon nhỉ. Ngon. Cái xương nó thật chứ nếu mà có độ tầm 3-4 con thì xương không còn nữa. Nên là hôm nay cũng ổn tạm ổn à. Còn một cái râu này chín ấy. Thì nó mang vào chỗ gạch trội vậy nhỉ, cắm nhỏ ra cho nó ăn chắc xương. Mùi tươi cho gà trọi ăn mùi khô. Mùi khô lươn lên mà cho gà trọi ăn thì ngon. Nhưng mà lúc này quên để còn nó một con.
phần để người đang thiếu thế này, phần sẽ việc. Trương thì cầm nồi cháo này, ngon nồi cháo, dưới đầu nồi cháo. Na dưới đầu cho cả chọi mà. Thì nhậu băm nha. Ui, con này to, má nó cũng có thịt này. Má nó có thịt như ở cả lóc ấy. Nói chung là clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye tất cả các bạn nha. Rồi, cái lúc mình đấy thì không đóng gạch nữa đi. Hết xong rồi, hết ồn rồi. Thì tối ai đóng gạch nữa. Rồi, tiêu thì thôi. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh và ấn chung bên cạnh và comment cùng một tờ nữa nha mọi người. Chia sẻ lại. Chia sẻ. Bye bye.